Chúng ta sẽ có một cái đoạn clip của Rika anh em ạ. Tức là nguồn thông tin mà Rika tạm thời nghỉ game là đúng. Giáng sinh clip cuối mình edit để tạm nghỉ trong vài tháng sắp tới cho đại học. Ui, ui giờ mình giúp với dù. Giờ đại học à? Đại học thì hơi thôi cố gắng em ơi nhé. Cảm ơn anh em đã suốt 5 năm năm qua và hẹn gặp lại trong 5 tháng nữa. Đấy, đây là clip của Rika ở trên group mình. Chắc là có bản quyền đấy nhưng mà thôi mình cứ nghe đi. Bởi vì Rika thì kỹ năng ghép nhạc cũng đỉnh lắm. Mất thời gian edit. C4 à? 5 tháng nữa anh em ạ. Double kill luôn mà. 1,3 sao double kill kìa. Ô, cảm ơn Thành nhá. Thành ơi, anh nhận được tiền của em qua Momo rồi. Rượu chế ít thôi anh dai à. Thôi nốt 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 hôm nay. Thế này thì nếu mà như ở trên Đào Làng là mình chắc chắn sẽ bảo là hack đi các bạn. Nhưng mà đây là kỹ năng thật. Rika mà anh em. Rika thì lúc nào cũng phải mãn nhãn thôi. Nó không như anh già Tố Hải đâu. Ôi. Hello anh Linh nha, hi hi. Hello Hiền. Rất chào Hiền. Anh vừa mới nhú thôi em ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nhá. Được. Anh em ở đây và C4 rất là mãn nhãn lắm nhỉ. Đục tường với cả là trời ơi như cái pha đấu súng nó phải căng não như thế này chứ. Rika không nghỉ em ơi, nghỉ tạm thời là 5 tháng để ôn đại học ấy thì chắc là phải đến khoảng tầm mùa hè hè năm nay thì Rika mới comeback. Nhưng mà có thể là nhiều khi mà kiểu rảnh ấy thì cũng có thể làm Rika làm clip cho anh em xem được mà. Ui 3Z M991 này. Rồi. Từ từ để bây giờ đổi cái màn hình kia, đổi màn hình sang bên này. Cho dễ nhìn. Ôi mẹ nhạc cuốn phết. Nhạc cuốn đấy nhỉ. Nhạc này tầm đá sao mà cuốn thế à? Đây đây này, bật đây cho nó nhìn cho dễ. Ok chưa? Quên em phải bảo mình đổi màn hình chứ. Rika 2K4 đúng rồi. Rika 2K4. Mà cũng nhận là kỹ năng cao thật. Mình cứ nghĩ là Rika cũng phải lớn hơn kiểu kém mình cũng ít ít tuổi thôi nhưng mà trẻ thật mà kỹ năng như này thì cũng phải gọi là ấn tượng em ơi. Xong rồi vẫn còn à, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Ui, cái hơi bậy nhá, bậy nhá, hơi bậy, hơi bậy. Không nhưng mà nếu mà chơi với bạn thân thì thế đúng rồi các bạn. Chứ bình thường mình lên clip mình live stream mình không chửi thôi chứ còn mình mà chơi với mấy cái đứa thằng em mình là bị chửi loạn sờ loạn sinh gậu lên. Thôi rồi. Cà phê Top 1 vua súng 50k như BTS nhé anh trai. Ơ đợi Thanh Hải ơi, thế làm kèo Thanh Hải trước nhỉ? Trong khi đợi bạn Dũng trả lời đấy em ạ. Anh em kèo đợi chút nhá. Dũng này không biết là có được không nhưng mà tạm thời thì mình đã có kèo. Sao bạn sẽ khó hơn á? Thì tất nhiên là em phải có thời gian trải nghiệm, có thời gian mà training rồi. Kiểu như chơi chi quick thì anh em phải chơi luyện như này chứ không như mình đi kiểu là chế độ nào cũng biết chơi, nhạc nào cũng quẩy nhưng mà chế độ nào cũng ngu ấy. Bà đây, bà đây, bà đây. Như nào? Như nào? Anh trả thù cho em ngay em ạ. Trinh à? Mỹ Trinh à? Mỹ Trinh hay Trinh ý nhỉ? Anh làm được nhá. Ui người à? Ôi trời ơi. Cứu chưa? Cứu chưa? Cứu đi, cứu cứu nhá. Bấm lâu vào nhá. Nhớ phải bấm lâu đấy. Máy của anh già làm được. Không để anh em chê cười. Chắc đi cao bị bố mẹ anh. Tầm tuổi này quan trọng lắm anh em. Nói chung là nếu mà Rika có cái suy nghĩ như thế thì em phải gọi là em cứng đấy. Chứ cái thời của anh nó nhiều cám dỗ lắm. Rất là nhiều cái thứ mà mình sẽ suy nghĩ đủ trò để làm sao để không phải học đấy. Vì không thích học. Thì nếu mà Rika kiểu là đã xác định hẳn từ đầu là như thế thì anh tin là sớm một thôi thì cũng được thành, cũng là thành công. Thành công gì thì chưa biết nhưng mà
chắc chắn là không phải là công nhân rồi. Cái xác định đầu đời này quan trọng lắm anh em ạ. Có nghị lực nên là anh em đừng có hỏi mình nên bỏ hay không, nhưng đừng nhé, không nên bỏ tí nào cả, nhất là với những nhà mà có hoàn cảnh thật sự luôn. Nhà anh em giàu thì không nói làm gì, nhưng mà nhà mà có nhà giàu người ta cả phải học cơ. Người ta để kiểu theo kinh doanh, theo kiểu là nối nghiệp gia đình, cũng phải có kinh nghiệm, cũng phải là có học thức, có bằng cấp các thứ thì mới làm được, đúng không? Đấy, là còn nghèo mà còn lươn mải thì chơi hay là lười học thì cũng vứt đi kiểu vứt nha. Mình là một cái ví dụ. Ô, có một người này. Ơ, nhà này có một em ơi. Thằng dâu quên đón. Nhà này có một. Ủa hay quá, Hana. Mình giáp ngộ muộn quá, tốt nhất là học đi à? Đúng rồi đấy, học nên học nhá. Thế em thấy Rika nói gì chưa? Đam mê thì có thể sau này theo đuổi đam mê được, còn việc học tập thì nó là quan trọng nhất. Sau này hối hận. Không có để cái chuyện là sau này hối hận được anh em ạ. Bởi vì nó sẽ không còn là sau này nữa rồi. Kiếm thêm súng đi. Sao nghèo thế nhỉ? Ở đây có không? Không có gì là muộn cả Riga. Thật sự là không có gì muộn cả. Bắt đầu từ ngay bây giờ, ngay lúc này đấy. Bắt đầu từ bây giờ thì không có gì là muộn cả. Anh Riga đánh đi, đánh tài xỉu đi. Đủ mắt. Thật đói. Cất mẹ. Nhưng mà mình công nhận là hôm trước mình xem mấy đứa em mình chơi tài xỉu nhìn cũng cuốn phết, kẹo bánh cuốn thật. Ô, mình thấy một đứa này. Mà nhá, thật sự ấy, mình cũng biết có một số đứa mà cũng đam mê bộ môn này lắm. Kiểu như là cho nó lên tiền nhanh lắm, phải nó rất là nhanh giàu. Có khi mà chơi vài trăm triệu, tiền tỷ. Chơi cả tiền tỷ anh em. Nhưng mà vấn đề là đỏ thì cái gì ta không dễ gì ăn non thì được. Mình thấy là mấy game đấy thì ăn non thì được, chứ mà anh em kiểu cố đấm ăn xôi là hơi mệt nhá. Ăn của người ta, ăn tiền của thiên hạ đâu có dễ, đúng không? Lên nhanh mà xuống cút cũng nhanh đấy. Thôi tốt nhất là học đi, bằng cấp công việc làm ổn định thì sau này nữa vợ con đề huề nó còn tự hào chứ. Nên tự hào về hôm rồi chồng tao hôm nay vừa đánh đôi tỷ tài xỉu đấy mẹ đấy, lại mua thêm một con mẹ nữa rồi. Và nhưng mà cũng thật, cũng nhận đấy mà đỏ đấy, sau này cái chồng tao là ngoại giao, kiểu là Việt Pháp à, bộ làm trong bộ ngoại giao, lái xe ngoại giao à. Mình cũng biết một cái xe đấy là cái xe gì cả, nhưng mà đấy, nghe nó uy tín hơn hẳn, đúng hơn là thằng máy đánh tài xỉu lắm ạ. Mày thấy một cái hỏng ngon lắm này. Ok. Ui, đây này, em ơi. Này, RPK này. Ui, này anh Bảo ơi. Mua thằng một RPK, sao anh nhận nhiều RPK lắm. Này, súng này. Súng. Ơ, có bên. Nhớ. Ok, gì. Nó lên xuống lên. Lên xuống dãy rồi. Nhân Khải PK đây, còn một khẩu nữa này. Súng nhiều lắm. RPK. Đỏ nhé, hôm nay đỏ thật. Không gì để không thể các bạn. Nay mình còn thắng được quả kèo M32 kia thì nó là không gì. Trước mặt đối diện, trước mặt có kia. Chạy đi đâu được em ơi, đầu hàng thôi, đá bóng à, rồi đi lạc ở đâu đây, khổ thân. Chết. Hai team anh ạ.
trong nhà này một cộng một. Ôi Jack Hammer, cố lên, đấy rồi. Ui nhiều máu lắm, trận này sâu giàu luôn đấy. Flipper này, bảo kê anh em để anh đi bú máu tí. Ui shotgun head VIP này. Ôi mình đề mẹ máu rồi. Ok em ơi, ôi dồi, 140 viên shotgun shotgun. Rực rỡ rồi, rực rỡ rồi. Ngon. Ôi giời, dễ chưa. Anh già gánh sệ rái. Đâu, còn một thằng cuối chơi cận chiến không? Nào à, có đá stream anh bảo này, ra đây chơi cận chiến này. Nhanh, một đồ bốn ấy ạ. Thôi, tha cho người nha. Đâu, ra giữa sân đi cận chiến này. Alo. Đừng bắn nữa, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa em ơi. Ra cận chiến, từng đứa một nhá. Cận chiến đây. Một ven một. Thôi, cho người ta một cái cửa sống em. Đây, đâu rồi, đừng bắn nhá. Ôi, để anh vào trước, Ok, ok, đây, súng này, ok, được rồi, súng nhá, nào, ok. Nào, anh trước. Mình nghĩ là, và sau đây sẽ là bàn. Và đây là Đầu chọc á, đây. Đầu chọc này. À, không bắn. Đầu chọc này. Nào. Đầu chọc. Ui, ngoài bo. Đầu chọc. Dí nó ra ngoài cho nó chết ngoài bo kìa bạn. Và đấy. Ôi, thật đó, phải lát này. Ôi, giời, nó chết ngoài bo luôn. Đồ. Chơi ác thế.